lo cho con hơn hả? Mẹ mất đi thì sao? Mẹ phải an bài cho con hơn. Khi nào á, chính mắt mẹ thì con hơn quay trở về với thằng kia, mẹ mới yên tâm nhắm mắt được. Mẹ, nếu mà mẹ muốn gặp em hơn thì mẹ đừng đi đâu hết. Hai ngày nữa là mẹ phẫu thuật rồi. Nếu bây giờ mẹ có chuyện gì thì cuộc phẫu thuật sẽ phải hoãn lại. Lúc đó bệnh tình của mẹ sẽ ngày càng nặng hơn. Mà như vậy thì mẹ sẽ không còn cơ hội để chăm lo cho em hơn nữa. Tụi con nhất định sẽ tìm được Diệu Kỳ. Bằng mọi cách con sẽ tìm được cho mẹ. Con đừng có hứa suông nha. Dạ, con hứa với mẹ mà. Thôi, mẹ lên nằm nghỉ đi. Con lấy cháo cho mẹ ăn, rồi còn uống thuốc nữa.